Giờ này đạo tràng chúng ta thành viên tu cũng 1.001 quý vị. Đây là một đạo tràng đặc biệt nên recording in progress. Các cụ lớn tuổi phải nhớ chỗ này, với người trẻ chúng ta cũng phải nhớ. Mỗi ngày mình niệm Phật, mục tiêu là đời này mình phải về thế giới Cực Lạc. Thì có nhiều việc ở cái cuộc đời này mình phải nhẹ bớt đi. Nhớ. Nhất là những người già như cha mẹ của mình. Mình làm con mình biết niệm Phật, mình giúp cho cha mẹ của mình là gọt bớt những cái việc mà bận tâm của cha mẹ. Để khi mà cuối cuộc đời của cha mẹ, cái ra đi của cha mẹ mình được nhẹ nhàng. Đại sư Liên Trì người nói rằng là đây là chỗ giúp cho cha mẹ đại hiếu. Nghĩa là làm việc này mới là đại hiếu. Vì mỗi ngày nếu như quân tập nhiều thứ cuộc đời này vô cái tâm, thì đa phần là khi cuối cuộc đời mình là những cái tình thức nó hiện ra. Dữ lắm. Mình đa phần là mê hết. Hoặc là cuối cuộc đời là sản, mê sản rồi. Kiêu ghéo, bậy bạ, nói những người xung quanh đồ. Người thân mình, người này, người kia đồ, nói nhiều lắm. Mà Đại lão Hòa thượng Tịnh Không người nói rằng là có phải người thân hay không? Không phải. Mà ai? Quán thân trái chủ của chúng ta. Biết chúng ta hàng ngày quân tập cái gì, thích cái gì, cần cái gì, họ hiện ra để họ kêu réo mình đi theo họ. Nên khi mà cuối cuộc đời của cha mẹ hoặc cuối cuộc đời của những người mà người ta khi thọ mạng đến, nhớ là khi gặp những trường hợp đó, khuyên người ta niệm Phật đi, đừng quan tâm đến. Đại lão Hòa thượng Tịnh Không nói câu khai thị quan trọng nhất là gì? Niệm Phật đi, đừng quan tâm đến. Niệm Phật nghe. Khi niệm Phật lên thì cảnh giới nó biến mất. Nhưng mà lúc nó yếu thì cảnh giới nó xuất hiện. Tiếp tục nó quân tập, nó làm gì đó. Nên nó lỡ nó lôi kéo mình, nó dẫn mình vô cái quỹ đạo của nó. Và là quán thân trái chủ nó lỡ nó kéo. Vì hàng ngày mình quân tập nhiều quá. Ví dụ như của cải vật chất, nhà cửa, người thân, con cháu. Nó quá nhiều thứ nó quân tập vào trong A Lại Gia Thức của mình. Nên khi cuối cuộc đời của mình là trong cái A Lại Gia Thức, cái thức thứ 8 này nó hiện ra. Hiện đầy đó chứ. Mà quán thân trái chủ nó biết mình đang dính chỗ nào. Nó hiện ra y rang chỗ đó luôn. Thí dụ như mình dính mắt đứa con nào, dính mắt đứa cháu nào, là nó sẽ hiện y rang đứa con đó, đứa cháu đó ở ngoài trước. Ở gần mình nó kêu mình. Mẹ ơi mẹ, ba ơi ba. Nó kêu vậy đó. Nó kêu, nó đánh vô tình thức của mình. Và mình thấy rõ ràng luôn. Rồi bắt đầu lúc đó mình vừa mắc đi thì cái tâm tình thức của mình nó hướng đến chỗ đó. Thì tức khắc nó đi theo chỗ đó. Mà vừa bước ra đi theo cái là rồi xong luôn. Là một đời niệm Phật tiêu. Đó. Nên cái niệm cuối cùng cực kỳ quan trọng. Nên quý vị biết rằng là như bản thân Nhuận Đức, mình thấy rằng đúng là Phật A Di Đà Ngài cũng thương mình. Con người mình thật sự có cái tâm muốn niệm Phật sanh Cực Lạc. Ngài đã gọt Nhuận Đức một phát trong cuộc đời này. Bây giờ trong cuộc đời Nhuận Đức nó không còn cái gì nặng nề bằng cái chuyện mà niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Xin thưa quý vị rằng là trong cuộc đời Nhuận Đức 2 lần đi tu 2 ngôi chùa, 2 lần là 2 lần giúp cho Nhuận Đức nhìn thấu và không còn cái gì trong cuộc đời này nặng nề bằng. 5 năm bao nhiêu con người bên cạnh Nhuận Đức, 1.500 người. Ngôi chùa đầu tiên là Nhuận Đức ở 1.500 người mỗi ngày Nhuận Đức gần gũi. Dứt một phát là một lần đầu tiên. Kỳ sau là 2.000 người. Bao nhiêu cái tình cảm trong 10 năm biết không? Phật A Di Đà Ngài sắp xếp một phát. Thử cái ông sao? Ông muốn niệm Phật không? Thường khuyên người ta là tín nguyện niệm Phật bây giờ. Ông có thể niệm Phật hay không? Quý vị coi. Như trong gia đình của mình 1-2 người thôi. Bản thân chúng ta khi xa cách mình đã chịu không nổi. Không chi mà quý vị mến tay mến chân bao nhiêu ngàn con người vì mỗi ngày gần gũi. Cái tình cảm mà những đứa không đi đâu ở một chỗ không quý vị. Không đơn giản đâu quý vị. Mà Phật A Di Đà ngày sắp xếp bây giờ Nhuận Đức không buông cũng phải buông. Và Ngài kêu Nhuận Đức phải tu đi, ông nhìn thấy đi, ông nhìn thấu đi. Bây giờ ông không buông thì ông cũng phải buông, không buông cũng phải buông. Vậy đó quý vị. Không buông cũng phải buông, cuối cùng phải buông. Đó. Khi mà buông được 2 lần trong cuộc đời đó, thì khi Nhuận Đức bước ra ngoài Nhuận Đức tu thì không còn cái nhà hay là người gì thì quen thân gì mà Nhuận Đức phải đặt vấn đề vào nặng nề được. Có chơi chung, có thân cỡ nào thì Nhuận Đức nghĩ đây cũng là như bèo hợp bèo tan, không có còn nặng nề. Tại vì 2 lần trong cuộc đời Nhuận Đức nó quá lớn, 2 lần nó quá lớn. Cái sự việc mà gọi là đến với mình một cái sự mà nó rất là nhanh nha quý vị, nó rất là nhanh. Đó là cái mà thử mình có bản thân mình thật sự ông muốn niệm Phật không, ông muốn niệm Phật sanh cực lạc không. Đó. Cho ông nhìn thấy là cái cõi đời này đúng rõ ràng đó không, những gì có hình tướng trước mặt đều là hư vọng. Thật sự quý vị, những gì có hình tướng trước mặt đều là hư vọng, rõ ràng đúng không. Đây là cái mà chúng ta phải cực kỳ xác thực, đừng nói chuyện của ai nghe, đây là chuyện của chung chúng ta là những người niệm Phật giảng sanh đó. Thật sự nếu như bản thân Nhuận Đức mà không dụng công niệm Phật lễ Phật nghe quý vị, Nhuận Đức sẽ không bao giờ nhìn thấu buông xuống được. Mỗi ngày mang một cái tâm hận thù hờn trách, tại sao con người đến với mình như vậy. Nhưng mà mình không biết đây là nhân quả của mình, bản thân mình đã gieo nhân. Mình đi trách người, đa phần quý vị, đa phần mình bị một cái bệnh là thường thấy người khác sai hơn mình, thấy người khác đối xử tệ với mình, nhưng mà mình không bao giờ nhìn mình tệ với người khác. Chỉ có niệm Phật lễ Phật mình mới thấy mình gieo cái nhân không phải, mình bây giờ gặp cái quả không phải, nên không buồn trách, không hận thù. Nên cái việc mà niệm Phật lễ Phật cực kỳ quan trọng để mở rộng tâm lượng ra. Nên Nhuận Đức nói rằng từ bây giờ cho đến khi Nhuận Đức chết đi, nó không còn một cái gánh nặng gì, nó không còn một cái việc lớn lao gì trong cuộc đời Nhuận Đức mà có thể không buông được hết. Thật sự mà nói, có những việc đã giúp cho mình nhìn thấy rằng không buông cũng phải buông. Trong cuộc đời này 100% trong chúng ta ngồi đây và những người chúng ta đủ duyên cùng học tập như vậy, xin thưa quý vị, có những việc trong cuộc đời này chúng ta không buông cũng phải buông. Của cải vật chất không buông cũng phải buông. Vợ chồng không buông đến lúc cũng phải buông. Con cháu đến lúc không buông cũng phải buông. Tị vị thôi. Nếu như mà một ý niệm cuối cùng chỉ cần sai lầm thôi là uổng một đời tu của chúng ta. Nên trong kinh Đức Phật nói rằng thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, tịnh độ càng khó gặp, gặp thiện trí thức khuyên lớn mình cầu sanh cực lạc càng khó gặp. Nên Nhuận Đức nói rằng cuộc đời Nhuận Đức cái gì chứ phương hướng định hướng Nhuận Đức chuẩn. Cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc của Nhuận Đức là mục tiêu này chuẩn, cực kỳ chuẩn luôn. Nhuận Đức nói dù Nhuận Đức gặp sự cố gì Nhuận Đức cũng quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta là những người hữu duyên này rất tuyệt vời. Vì mình có mục tiêu, cái đầu kéo của mình nó có mục tiêu rõ ràng luôn. Nhuận Đức nói thật sự bây giờ mình hướng đến một người học tập, dù là người đó dẫn dắt 1-2 người thôi, nhưng nếu người đó không có phương hướng thì thật sự mình theo cũng vô nghĩa. Mình theo cũng vô nghĩa. Nhuận Đức tin chắc trong số lượng quý vị ngồi đây, số lượng cả ngàn, hơn 1.000 người này, Nhuận Đức tin chắc rằng quý vị cũng đã từng biết nhiều người. Có khi quý vị cũng đến nơi tu hành, quý vị gặp nhiều người, nhưng mà cũng có bỏ ra những ngày tháng trong cuộc đời, có khi 1 năm, 2 năm, 3 năm, cứ là tịch tịch tàn tan như vậy thôi, chứ cũng không có mục tiêu gì rõ ràng. Bây giờ chúng ta dù là ngồi tại nhà nhưng mà mình có mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Niệm Phật sanh cực lạc đó là nguyện của Phật. Phật A Di Đà có nguyện tiếp dẫn, ta có nguyện đi về. Hai bên này kết hợp giống như nước hòa cùng sữa ấy vị. Phật A Di Đà thì có tâm tiếp dẫn, ta thì có tâm muốn gì. Giống như người ta xây nhà sẵn, người ta muốn mình về, thật sự muốn mình về, mà mình đi về thì người ta đón mình thôi. Nó quá phù hợp quý vị. Nhưng mà cái quốc độ cực lạc thì quá tuyệt vời rồi. Cứ tán thán hoài, tại sao đời này chúng ta không quyết tâm đi về một lần thử các quý vị. Quyết tâm về một lần đi, rồi tính gì tính. Quyết tâm về một lần này đi, rồi tính gì tính quý vị. Rồi muốn làm gì làm, phải đời này phải về cực lạc. Mục tiêu này cho chuẩn xác, quyết tâm đời này phải về cực lạc. về xong đi muốn giải quyết gì giải quyết. Đấy không? Cứ là một đời đi qua, một đời đi qua, một đời đi qua. Đời này chúng ta cũng sẽ đi qua, nhưng chúng ta qua cực lạc luôn. Chúng ta qua cực lạc luôn, không thể nào long nhong nữa quý vị. Không thể nào vì cái tình gì mà đời này chúng ta không vì cực lạc. Không có vướng cái gì mà đời này chúng ta không vì cực lạc. Hãy tạm gác lại đi. Tạm gác lại. Tạm gác lại vì chúng ta bao nhiêu đời kiếp này chúng ta không gác lại, nên chúng ta vướng lại. Đời này chúng ta tạm gác lại đi quý vị. Tình thắng thương gì tôi tạm gác lại với quý vị đi. Tôi phải vì cực lạc rồi tôi sẽ trở lại tôi giải quyết vấn đề với quý vị. Muốn trả cái gì, muốn cái gì thì để tôi về cực lạc xong tôi trở lại, tôi sẽ giải quyết. Tôi sẽ giải quyết với quý vị. Chúng ta nên bắt tay vào làm chuyện này đi quý vị. Nếu như bây giờ mà chúng ta còn nay này mai nọ mốt kia, coi chừng chúng ta tiếp tục rớt đi nữa. Chúng ta tiếp tục rớt đi nữa. Nhuận Đức nói cho quý vị nghe, trong cuộc đời đi tu Nhuận Đức nhìn thấy có những người dù bao nhiêu chục năm chờ tu, có thể bao nhiêu người tán thán họ, nhưng mà khi mình gần gũi mình sống mình thấy họ không buông được một cái gì. Không buông được gì hết. Bám chắc nặng nề luôn. Nói đến con đường giảng sanh không có đâu. Không bao giờ có đâu. Hàng ngày thật sự mà nói, có quân tập niệm Phật gì đâu. Nếu mà nói tới thì sao? Tu hành đâu phải mà làm một ngày 4-5 thờ, 5-10 thờ. Họ nói như vậy đó quý vị. Vì họ đâu có dụng công đâu quý vị. Đâu có dụng công gì đâu. Mà đã không dụng công gì thì không thể nào mà nói niệm Phật giảng sanh được. Vì có Phật hiệu thì thật sự mình phải cần quân tập quý vị ơi. Mình phải cần quân tập. Nếu như chúng ta hàng ngày không quân tập, sao cuối cuộc đời niệm Phật giảng sanh? Nói cái gì mà nói bây giờ tu hành đâu phải là mỗi ngày phải lễ Phật bao nhiêu lại. Đối với phàm phu mình là mỗi ngày phải lễ Phật, niệm Phật, phải lễ Phật, niệm Phật để nhắc nhở cái tâm mình. Buông ra một cái là cái tâm mình nó nhảy như con khỉ liền á. Chứ đừng có nói chuyện dẫn chơi. Chứ đừng có nói mà mình nói mà mình để cái tâm nó dụ dỗ mình á. Mỗi ngày mình phải càng quân tập. Càng quân tập suốt luôn mà càng phải siêng năng. Đi đứng nằm ngồi phải nạp có vật hiệu vào cái tâm thức của mình. Để nó đầy trong tâm thức mình, lúc đó căn tử nghiệp là nó tràn ra câu vật hiệu thôi. Còn nếu như mỗi ngày nạp vô cái ngũ dục lục trần, nạp vô của cải vật chất, nạp vô nhà cửa con cháu, nạp vô dính mắc tùm lum ăn uống ngủ nghỉ, cuối cuộc đời chúng ta mê là chắc chắn. Chắc chắn quý vị luôn đó. Nên những Đức nói rằng là mỗi thời chúng ta tu xong nói chuyện 10 phút mười mấy phút này, mà quý vị thấy nói xong mà chúng ta có khi một chút thôi chúng ta đã quên mất tiêu. Chứ đừng có nói mà đem mấy bà già ra mà khai thị 1 tiếng 2 tiếng. Vì có khai có thị cỡ nào đi chăng nữa, buông rồi thì thật sự mà nói giống như nước mà đổ lên lá môn chảy xuống. Đối với người già là phải trọng tâm, thời gian cực kỳ ít. Nên Đại lão Hòa thượng Tịnh Không khi còn thể thấy người ta hỏi Ngài khai thị cho người niệm Phật giảng sanh, Ngài nói rằng chỉ cần khuyên họ niệm Phật, chỉ cần nhắc nhở họ niệm Phật. Lúc cần tới nghiệp họ gần chết, họ thấy cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nọ, mình nói rằng niệm Phật đi, đừng quan tâm tới. Niệm Phật nghe, niệm Phật với tôi đừng quan tâm tới. Cứ nhắc cái câu là niệm Phật là khai thị chính nhất. Không nói dòng do nhiều. Thật sự quý vị biết rằng cái trí của người lớn tuổi họ không tiếp nhận được nhiều. Càng nói nhiều với họ là càng hại họ. Thì cuối cuộc đời cái sở di chướng của họ càng chướng nặng thêm. Càng chướng nặng thêm. Đó. Giống như bây giờ mẹ cô bé Tư bây giờ bà ngồi đó đó. Vậy bà cứ niệm Phật đi. Mỗi ngày bà phụ được con cháu gì phụ, cứ niệm Phật đi. Sau này là bà nhẹ nhàng, bà bay về cực lạc, bà giúp con cháu hết trơn. Thấy chưa? Bé Tư bây giờ bà nói đó là làm cái chuyện hiếu thảo với mẹ đó. Ngồi niệm Phật với mẹ còn hạnh phúc nào bằng. Được mấy người như bà bé Tư. Gặp mà bây giờ mà gọi là chồng con đồ mà đúm níu đồ mà nói mình không lo cho mẹ được. Bây giờ mình được ngồi bên mẹ, niệm Phật với mẹ, với cô Kim Quy. Đó. Đúng không? Nó có những người nói rằng bây giờ khổ mà không có chồng, người ta không có chồng người ta niệm Phật với cha mẹ người ta. Hồ Kim Quy đồ này kia khỏe thế ghê không? Nó sống khỏe re mỗi ngày niệm Phật phơ phớ. Đây mới là đại phước báo. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Nó nhiều cô ví dụ như cô Lục Bình, Lục Nguyễn vậy nè. Không mà những gương mặt thân quen này chắc chắn thì về cực lạc hết. Vậy đâu mà lúc nào cũng tu và chằn lắm này đâu nè. Diệu Nghiêm rồi Nguyễn Thị Tú Hà, chị của bà bé Tư được thấy không? Tệ Thương, Quảng Ngọc, Quỳnh Châu gì chàng không? Quá chàng. Diệu Thấm này cũng xuyên tu nghe. Ừ. Nó suốt luôn à. Ở đây có ông nam là Trịnh Hùng vậy đó. Trịnh Hùng ở trang gì nên là Di Phương được ha, xuyên tu á. Cứ lê rai là niệm Phật hoài đi thấy sự an lạc rồi. Đặc biệt chứ lắm. Nhiều tên lắm, Minh Hiền rồi ha. Nó kệ mình bây giờ mình cứ là âm thầm cái niệm Phật hoài bây giờ. Những đức nó thật sự biết 15 năm mới được tháng mấy nay. Khi đức còn thấy khuyên quý vị chứ đức còn đi sau quý vị. Quý vị còn tu nhiều như đức 15 năm nay mà chớ có một tháng mấy nay mà không buông cũng phải buông. Những đức có hay ho gì đâu. Có thế nào mà nó mà tự nhiên mình buông được ý. Phật A Di Đà nói bây giờ ông buông không được tôi tiếp tay cho ông buông nè. Ê, coi à, những điên viên ngồi suy nghĩ mày không buông mày cũng phải buông nữa. Ghê cái thế là không buông cũng phải buông. Cuối cùng buông xuống quý vị ơi. Đúng là nhẹ nhàng luôn, bây giờ mới tu tập được. Tu tập được an lạc, đúng là mình cảm ơn Phật A Di Đà ghê. Nên những đức nói với quý vị là cả đời những đức sẽ đồng hành với quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thật sự nếu như những đức mà bỏ câu Phật hiệu này cuộc đời những đức kể như là vô nghĩa. Có nhiều cô gặp những đức nói thầy cố gắng nghe cái gì chứ đừng có đi cưới vợ nghe thầy. Nó thôi chàng không, bây giờ kêu tôi lôi một cục nó đem về đừng chết thằng chi vậy chàng. Thôi mệt quá. Nó thật sự mà nói bà thấy tôi cũng đâu đến nỗi mà khùng bà trợn gì. Bây giờ bà kêu tôi lôi một cục nó về chi vậy chàng à. Nó bây giờ sống mà được gì mà bà kêu tôi lôi cục nó về. Thôi bây giờ bao nhiêu cục này với vợ ương nó còn thích hơn. Cái kiểu mình nó đem về và cố định. Nó đem về nó cố định. Nó mặc định rồi. Lúc đó là cái như tan rã cái nhóm này hết. Thấy không quý vị? Nó mặc định rồi một cái là thôi tan rã chăng thôi. Ổng bây giờ đã vậy rồi. Bây giờ còn vô niệm Phật chung chi. Tự nhiên nó không còn cảm giác niệm Phật chung nữa quý vị. Kỳ cục vậy đó. Tham phú mình nó lạ vậy đó. Thôi nên những đức cứ dở ương cùng tu chung gì này nó hay. Không bao giờ đâu quý vị ơi. 43 tuổi rồi. Thấy không? Còn cháu lao gì nữa. Nên bây giờ thôi mình cứ niệm Phật sanh cực lạc. Về cực lạc là đặc biệt nhất quý vị ơi. Những đức nó thật sự luôn á. Nên những đức sẽ đồng hành với quý vị tới cùng luôn. Phải về cực lạc. Ừ. Nên những đức mong rằng cái cơ hội này chúng ta là những người có tâm quyết. Giờ toàn là mình là cư sĩ hết rồi. Là cư sĩ bây giờ mình quyết tâm mình về cực lạc. Mình đâu còn gì danh lợi gì. Cái gì mình đã nhìn thấu nó phù du quý vị. Bây giờ mình có căn nhà che mưa che nắng thôi. Mỗi ngày có cơm ăn áo bặn được rồi. Vậy là mình tu tập được rồi đó quý vị đó. Rồi mấy ông mà có bà vợ mà chịu tu hành. Ở nhà bà lễ Phật đồ gì là thấy được rồi đó à. Mà mấy bà tu hành chứ mấy bà cũng vui vẻ dễ tính. Mình làm gì làm để cho bà tu. Ừ vậy đó. Tuy mình làm việc này việc kia chứ bà đi lễ Phật thôi. Chứ nhờ không đơn giản đâu nghe. Bà làm đi cái gia đình của mình nó bình an á. Bà không có khó tính nữa. Bà vui vẻ thì bà nấu ăn đồ. Bà nấu bà cũng vui vẻ quan hỷ. Mình la bà cũng không dám buồn, không dám giận nữa. Điều đó là ngon. Mình lâu lâu mình bực bội. Mình la đại 1 tiếng 2 tiếng mình cũng nhẹ nhàng. Mà bà không dám cự lại. Tại vì bà nghĩ bà muốn giảng sanh cực lạc. Nó mới dễ tích. Nên quý vị phải cố gắng niệm Phật. Chúng ta đồng hành. Đời này phải về thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.